ngày xưa đúng không, 12 13 tuổi. Đã biết không? Mà anh cũng nhiều, như 12 13 tuổi đã nghịch rồi đó. 12 13 tuổi. Bó tay. Làm thuê ở Móng Cái. Hai anh em, một ông Bành, một ông Bạch, một ông ấy. Thế là tiền nó qua cái khỏi kinh tánh cái tia máu, thế là chọc. Một ông bắt phèo, một ông chọc. Đấy. Kinh. Nhiều. Đấy. Uống mũi kháng sinh, uống mũi kháng sinh rút sưng nhé. Xong rồi cũng không xoay được đến lúc năm 2012. Đừng xoay, xoay là nó chạy linh tinh, nó tụt. Phải để yên, nó nằm yên ở chỗ đấy. Từ ngày xưa ấy, thì mấy nhóm hay xoay không? Xoay cuối cùng mình không xoay được, là nó hình vuông. Nó hình vuông.